Cửa hàng nông cơ giả xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hotline để mọi người có thể liên hệ là 0974 64973, 0337 01 9191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo, Facebook, mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web www.nongcoduyhai.com giúp em. Này bên em lên sóng giới thiệu cho mọi người một lô máy này. Lô máy là cưa xích toàn hãng Thụy Điển nhé, tất cả đều Thụy Điển, máy lớn máy bé. Đầu tiên là một con Husqvarna X33 này. Đó, giá 2,8 triệu. Lô này lô IP nhá. 1-14. Con này 36 này, Husqvarna 36 này, con này 137 này. Con này là con IP 39, con này là 45, 44 vậy. Rồi hàng thế là hàng đi khai thác lớn nha. Đầu tiên là con 340, 242, 254. Con này là 162 nhé mọi người. 62 nhé. Con này thì nó là 570, 560. Này là zone set thì nó là Thụy Điển. Con này là 630. Con này là 262. Con này là Hu 51. Đó, có những cái siêu phẩm hôm nay giới thiệu với mọi người ha. Lô này thì bên em tặng bao lam này. Con nào dài quá bên em không có thì không tặng nhé. Còn nếu mà nhỏ nhỏ ngắn ngắn cái bên em có bao lam bên em tặng nhé. Cái bao lam mà không nhất thiết mọi người nhé, có thì tặng không có mọi người thông cảm. Nhưng mà chắc chắn ba món phụ kiện là rũa, buji và thích mở, ba món là tặng cho mọi người ha. Rồi bảo hành thì 12 tháng bao lột nòng, hỗ trợ 7 ngày đổi trả nếu lỗi IC lửa ở bên trong con. Mọi người xem cảm thấy phù hợp ok thì nhớ cái máy IB mấy 1 12 13 14 gì đó, mọi người thích con nào mọi người nói IB. Đó, ngày hôm nay đó, 12 tháng 7 ha. Nhưng mà người chốt thì mọi người gọi cho em nhé. Rồi em sẽ quay review chi tiết. Câu này thì không test nổ nhé. Đó, bác nào chốt lấy thì kết nối Zalo 0974 64973, bên em sẽ test nổ thử cho mọi người qua video nhé, mọi người xem trực tiếp ha. Rồi ok thì giá em để công khai mọi người xem, mọi người sẽ thấy ha. Mọi người thấy phù hợp con nào thì mọi người mua nhé. Cái hàng này thì cưa gia đình lỡ lỡ lớn một chút ha. Rồi đầu tiên em giới thiệu mọi người con Husqvarna của Thụy Điển này. Má máy là 333 ha, 33cc. Lam phần cắt được 3,5 tấc. Xích mini 9.1 và lam đầu nhông. Tình trạng máy nguyên rin và rất là đẹp. Bác nào muốn test con máy này qua Zalo thì lên cho em cái mã IB1, giá 2,8 triệu ha. Giá trên bao ship hết mọi người nhé. Giá ở đây mà lô này em bao ship hết rồi, mọi người không còn trả tiền ship. Đó. Ok, mời em 333. Rồi 33cc ha, cái số 1. Cưa gia đình nha nhé. Đây là ghi chữ 35.2cc nè. Máy thì sử dụng tông màu nâu quá đẹp. Cái số 1 ha. Rồi. Cái số 2 là con này Husqvarna 36 ha. Ủa, con này nó thiếu mấy cái ốc này nhé, mà em siết lại. Rồi, IB2 giá 2,5 triệu nha mọi người nhá. Husqvarna 36 này, tình trạng máy nguyên rin khá là đẹp nhá. 36cc. Rồi có lam cũng phần cắt 3,5 tấc còn chữ luôn nhá. Nhưng mà xích xích còn dày hơn con kia luôn. Mini 91. Đời cao thì cái con 33 kia nó đời cao hơn ha. Con này có 2,5 triệu thôi, 36cc mọi người này. Mẫu cưa gia đình ha. Rồi tiếp theo mọi người muốn đời cao hơn con 36 thì có 137. 37 thì nó có trợ lực này, có thắng xích. Và con này đặc biệt nó quá mới, mới tinh như mấy thùng này. Mọi người thấy nó ổ mới không? Đó. Con này 36,3cc ha. Đó. Quá đẹp. Con này nó siêu phẩm. Lam cắt tầng 3,5 tấc nhá, lam đầu nhông, xích mini 91. Nguyên ri đây này. Quá xuất sắc. Đó. Tuyệt trần. Ok. Giá 3,2 triệu mọi người ha. Rồi tiếp theo em giới thiệu mọi người IB4 này. Đó. Máy này cưa gia đình cũng được khai thác được cả con 39cc, nó khá là mạnh. Cái này những cái vết ố này là nó lau đi để nhớt đấy. Rồi thế giờ cho nó rất là đẹp nhé. Yeah. Quá đẹp. Hu 39 nhé, tem 39 rồi. Mặt tiền mọi người thấy mặt tiền biết là xà cưa rất là ít này. Lam này tầm cắt được 4 tấc, là xích chung 35. Lam đầu nhông đây. Đây cũng giá rẻ lắm mọi người nhé, có 2,6 IB4 này. Cưa gia đình mà các bạn nào muốn khai thác cắt lớn thì quốc con này, cắt mắc phê luôn. Đây IB4 2,6 ha. Đây IB5 thì con này lớn hơn nữa nhé, con này mã 45 này. Em ở dưới này thì ghi 44, sau cái này lại 4 số 45 biết. 44cc đi cho dễ ăn nhé. Husqvarna Thụy Điển nhé mọi người.
Đó, mọi người lưu ý cái này nó có chốt này, mọi người bóp bóp ga này, mọi người ấn cái này là nó tự động bóp ga, mọi người thấy không? Đó, mọi người xài, mọi người đẩy nó lên là mọi người bóp ga, nó là như vậy, cơ cấu như vậy. Không là nếu mà nó ấn như này mọi người để căng tin nó kẹt ga nhé, nhớ là đẩy lên. Rồi con này có thắng xích luôn, con này cao hơn 39 rất là nhiều luôn. Đó, có thắng xích luôn. Đó, nói chung hàng này 44cc thì dành cho mọi người đi khai thác nhiều đấy, cắt thoải mái tại ga. À, làm Latin mọi người làm quá đẹp, làm này phần cắt tầm 4 tấc thôi, mặt tiền này cũng khá đẹp lắm, nguyên rin hết. 2,8 triệu à, giá quá là nhiều, cái làm không mấy trăm rồi nhá. Rồi, quá xe. Rồi, tiếp theo giới thiệu mọi người con Husqvarna 340 40cc ha, con này đời mới này, hàng này hàng đời toàn đời mới đời cao ha, IP6 ha, 4,2 triệu. Hệ thống giảm rung của nó thì toàn bằng lò xo hết rồi, đây mọi người yên tâm. Xích bên em thay mới này, làm Latin luôn mọi người nhá, làm Latin, lan tỏa nhiệt của Husqvarna luôn, quá đẹp. Đó, hai ốc chân làm luôn, nó xuất sắc luôn nhé. Con này là 40,8cc, cái lam này phải cắt được tầm 5 tấc các mọi người, đẹp ha, giá 4,2 triệu thôi. Rồi còn đó là IP6 ha. Rồi có IP7 này, giá 3,3 triệu ha. Con này là Husqvarna 242, quá đẹp. Xuất sắc luôn, làm đầu nhông nha mọi người. Đó, xích chung 35 IP7 3,3. Đó, dày quá, khai thác 42cc ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu con lớn hơn nữa, 54cc để mọi người đi khai thác rứa tợn hơn nữa này. Ủa, màn khai cái nắm khác này, hơi nắc tí này, khai cho nó đẹp. IP8 4,7 triệu con này, 254 ha. Đó, cái này đứng bị dơ dầu nhớt này, lau nó sạch hết này. Làm từ dầu nhớt hơi dơ chút, nhưng mà máy tình trạng nguyên rin đẹp nhá. Ui, có làm dài thế, á la, làm đầu nhau. Xích cực khá ok, làm này phần cắt được 6 tấc nhá. Khá già đấy. 254XB, 54cc mọi người nhá. Đẹp. Con này thì cắt mắc phê đó. Trái nó phải tầm 45 luôn mọi người. Rồi, giá 4,7 triệu nhá, mà là chốt thì lên dùng cái mã IP8 ha, IP8 ha. Rồi, IP9 này, 4,7 triệu này. Con này là Husqvarna này, mà 16 mấy mét, 162 SE anh em này. Ồ, xích lớn này, đại này, làm Latin luôn. Con này thì nó khỏe hơn nữa, có 2cc mọi người nhá. Để cho các bác nào thích máy trâu lì, cắt khoảnh nhanh tua đấy, con này làm tầm cắt được 5 tấc. IP9 giá 4,7 triệu nhá. Đó. Rồi tiếp theo sang cái hàng cuối cùng, hàng này rứa hơn nữa nhá. Hàng này là những hàng máy đẹp là một, nhưng mà máy nó quá lớn nhá, 51cc là mọi người. Con này IP10 5,5 triệu con này. Đó, quá đẹp. Ui trời, con này mới quá. Tem tụng nó còn nhiều lắm mọi người, đẹp. 51cc. Ôi trời ơi, mặt tiền này Quá mới. Cái lam này hơi ngắn nhỉ, lam này được làm dài ngon quá. Lam này thì cắt được tầm 4 tấc rưỡi thôi. Xích chung 35, lam đầu nhông ha. Hai ốc chân lam, máy quá đẹp. Này chỉ sang bên này ha. Rồi, 5,5 triệu nha. Rồi, IP10. Rồi sang con IP11 ha, 5,8 triệu này. Con này nó khác gì ta? 262. À, nó với 162 thì cũng 62cc, nhưng con này bản đời cao hơn, bản đời số 2. 162 giá nó khác nha, xin giao tiền nha anh em nhìn nha. Thiết kế hoàn toàn mới lạ luôn. 262. Ồ, con này làm Latin đẹp quá. Xích lớn luôn nha. Xuất sắc. Ô xả con này cắt được mắc phê rồi. IP11 5,8. Có xả áp luôn anh em. Đời cao đấy. Con này cắt thì ngon rồi, xuất sắc, đẹp. 62cc, con máy lớn này anh em đi khai thác giá cực kỳ hợp lý luôn, trong phân khúc 5,8 triệu thôi.
62cc bằng con 365 mới bây giờ mọi người. Mà mua mới thì tầm 12-13 triệu. À, và mua con bãi này xài mọi người 3 con bãi thì nó cân mà một cái thùng rồi. Mà nó bền hơn chứ. Cái bãi xài vài năm nó hư được chứ đâu đơn giản. Đừng có pha nhất bậy thôi. Rất là bền. Đó, mà kiếm được những cái con đẹp như này thì nó còn xài ngon hơn nữa. IB12 5,8 triệu luôn, đồng giá luôn. Nhưng mà con này nó khác biệt ở chỗ nó lớn. 63cc MS63 này, 5,8kg, 63cc mọi người thấy không? Zone set thì nó cũng là một cửa thị điển nhé. Nó là đời đầu thôi. Trời ơi con này nó mới lắm mọi người. Mới tinh như chưa xài á. Wow, xích thay mới luôn nha. Làm đầu nhông, làm này còn cắt được 5 tấc. Trời ơi cái mặt tiền nó này nhìn mê chưa mọi người. Không có gì để chê luôn. Quá đẹp. Nước sơn, nước đồ. Tuyệt vời. Nòng nổ mới tinh. Quá đẹp mọi người. Cái đó tuyệt vời. Giá quá đây, 5,8 triệu. Đó mọi người xài một con máy bãi này thì ngon gấp mấy là máy tàu luôn. Lợi xăng, dễ nổ, tiết kiệm nhiên liệu. Máy đẹp như này mọi người, giống như mà có cái thùng vào thì như máy thùng thì có khác gì đâu mọi người. Đó, mua những cái máy này xài thì bao giờ mới hư được. Đẹp quá đẹp luôn, mới quá mới luôn. 5,8 triệu thôi mọi người nhá. IB12 ha. Rồi, em sang hai con cuối cùng này. 13, 14 ha. Thì con 13 này là giá 7,5 triệu này. Con này thì nó đời cao nhất này. Đời 5 này. Mọi người thấy vừa rồi em quay con tuần 1, đầu 1 này, đầu 2. Đó, con này đầu 5 thật 560. Thì con này nó là chế điện tử nha mọi người nhé. Căn theo ICL. Các mọi người không cần can thiệp gì đâu, chỉnh được bốn nút công ty thôi. Đó, ôi trời, cái làm đẹp quá. Làm tuyệt phẩm luôn. Đó, xích chung 325. Làm này phần cấp 5 tức rưỡi, 6 tức gì ạ. Xả áp đây. Con này 560 nhé. Bản này thì đỉnh được top rồi. Cái này mà mua bên nước ngoài chắc phải tầm khoảng 30-40. Tính tiền đâu 30 triệu ạ. Turbo nhé, con này turbo nhé, 2 họng gió nhé. Con này là cắt thì tiết kiệm nhiên liệu nhanh lắm. 59,8cc, coi như gần như là 60cc. Nên nó để cái mã là 560 là ở chỗ đó. Nó hù nhờ, nó tính là tính 2 số đuôi mọi người. Biết được cc. Ôi trời, quá đẹp. Le đây, người đẩy lên đóng le. Xài này, tắt này, ấn nút nhẹ cái là tắt. Quá đơn giản. Ấn cái là bật lên, tắt cái là bật lên luôn. Rồi, 7,5 triệu em này thôi nhá, siêu phẩm. Bạn nào mà đã xài từ 550 rồi mà quốc 560 thì còn đỉnh hơn nữa. Cái tông lớn hơn đó. Rồi, còn cuối cùng luôn. Thì B14 nha. 5,7 triệu. Con này thì mọi người xem nó khác cái gì ha. Con này là con 570. 70cc, úi má ơi. Cũng đầu năm luôn. Đó. Lam này. Rồi cái lam đã quá nhỉ. Đã tình đẹp. 55 tức thôi. Còn cắt 40. Đây. Xả áp đây. Máy quá xuất sắc mọi người. Máy này to lắm. 570, 70cc lận mà nó ngang ngửa con 381 đó. Sao giá bình dân thế nhỉ. Có 5,7 triệu thôi. Quá rẻ. Chức năng nó giống như con 346, 310 nó cứ kéo là vậy thôi xả. Giá quá rẻ mọi người. Giá quá hợp lý, cái 5 triệu mấy mà cái máy to tổ bố luôn. Rồi IB14 nhá, 5,7 triệu nhá, 70cc. Con này bác mà các bác nào mà cầm con 381 thấy nặng quá dùng con này. Nhẹ, nhỏ, gọn. Quốc con này bao chất luôn. Rồi ok mọi người nhá. Mọi người mua thích con máy nào thì lên cho em cái mã IB kèm mã số của nó đằng sau. Giá cả em để dán hết rồi. Mọi người chốt thì liên hệ trực tiếp ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất là nhiều. Xin chào mọi người.